Mời các bạn cùng theo dõi bản tin Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngày 19 tháng 5 với những nội dung chính sau đây. Không khí dễ thở hơn ở châu Âu. Phát hiện trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tại bộ lạc Amazon. Bất chấp nguy hiểm, chăm uống thuốc sốt rét mỗi ngày để ngừa COVID-19. Thử thành công vaccine COVID-19 trên người. WHO khuyến cáo dùng rẻ lau bề mặt thay vì phun khử trùng. Lưu ý tiêm bổ sung vaccine bị trễ lịch cho trẻ. Trước khi vào nội dung chính của bản tin, các bạn đừng quên subscribe kênh để xem những video thú vị tiếp theo của kênh nhé! Các nước châu Âu đang dần giảm số ca bệnh và ca tử vong trong cùng một ngày. Pháp ghi nhận 131 ca tử vong mới trong ngày 18 tháng 5, Anh có 160 ca tử vong, Ý chỉ còn 99 ca tử vong, riêng Tây Ban Nha chỉ có 59 ca tử vong, là số tử vong mới thấp nhất trong 2 tháng qua. Trong đó Ý, quốc gia đứng thứ hai thế giới về ảnh hưởng của dịch bệnh, đang mở cửa trở lại. Ý đã cho các nhà hàng, quán rượu, tiệm cắt tóc, bảo tàng thư viện và nhà thờ hoạt động trở lại từ ngày 18 tháng 5 và sẽ dần dỡ bỏ lệnh phong tỏa đất nước. Còn tại Việt Nam, đã 33 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng. Chiều 18 tháng 5, ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, gồm 2 tiếp viên của Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay từ Nga về Vân Đồn và 2 hành khách trên chuyến bay từ Washington DC về sân bay quốc tế Nội Bài ngày 16 tháng 5. Tất cả các ca dương tính trên đều được cách ly sau khi nhập cảnh và không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng. Trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 đã được xác nhận trong cộng đồng Guarani, bản địa ở khu vực Amazon của Ecuador, là một phụ nữ mang thai 17 tuổi, theo thông tin công bố từ Bộ Y tế nước này. Ít nhất 40 người tại ngôi làng của người phụ nữ mắc COVID-19 đã được xét nghiệm, trong đó có 6 người có biểu hiện triệu chứng. Cho đến nay, Ecuador đã xác nhận hơn 33.582 trường hợp mắc COVID-19 và ít nhất 2.799 trường hợp tử vong. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ, mỗi ngày ông uống một liều thuốc trị sốt rét, hydroxychloroquine, để phòng ngừa COVID-19, bất chấp cảnh báo của giới khoa học. Ngoài sử dụng thuốc sốt rét, ông Trump cho biết mỗi ngày ông cũng dùng một liều kháng sinh và uống kẽm. Tất cả tôi có thể nói với quý vị là đến giờ tôi vẫn ổn, ông Trump nói. Ông Trump, 73 tuổi, hiện được xét nghiệm hàng ngày để ngăn ngừa sau khi một số nhân viên của Nhà Trắng mắc COVID-19. Tuy nhiên đến nay, ông vẫn từ chối đeo khẩu trang để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm. Cục Quản lý Thực và Dược phẩm Mỹ FDA đã đưa ra cảnh báo về việc sử dụng hydroxychloroquine. Trong một thông cáo ngày 24 tháng 4, FDA nói rằng đã nắm được thông tin về tình trạng rối loạn nhịp tim ở các bệnh nhân COVID-19 điều trị bằng hydroxychloroquine hoặc chloroquine. Công ty Moderna có trụ sở tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ là một trong 8 nhà phát triển vaccine trên toàn thế giới đã thực hiện thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 ở giai đoạn lâm sàng trên người. 8 tình nguyện viên được tiêm thử 2 liều vaccine bắt đầu từ tháng 3 năm nay. Kết quả cho thấy nồng độ kháng thể sản sinh bằng với người đã khỏi COVID-19, đủ để ngăn ngừa virus nhân lên. Đại diện công ty cho biết họ đang tăng tốc nghiên cứu. Giai đoạn 2 với sự tham gia của 600 người sẽ bắt đầu sớm. Giai đoạn 3 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 trên hàng nghìn tình nguyện viên khỏe mạnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa khuyến cáo việc phun thuốc khử trùng hoặc xông khử khuẩn trong nhà hay các phòng kín là không hiệu quả đối với việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Những phương pháp phòng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 này không có tác dụng cần thiết như nhiều người vẫn nghĩ, thay vào đó có thể gây tổn thương cho mắt, hệ hô hấp và kích ứng da. Theo các chuyên gia WHO, nếu cần phải khử trùng bất kỳ bề mặt nào, tốt hơn là dùng rẻ lau được ngâm tẩm các chất đặc biệt sau khi dùng bàn chải hoặc giấy wrap loại bỏ các chất bẩn hữu cơ còn sót lại. WHO cũng khuyến cáo không phun thuốc khử trùng trên đường phố vì thuốc khử trùng sẽ mất tác dụng khi tiếp xúc với bụi bẩn. Theo những khuyến cáo cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Ủy ban Tư vấn về thực hành chủng ngừa trực thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC và Hội Y học Dự phòng Việt Nam, phụ huynh cần đưa con đi tiêm chủng càng sớm càng tốt, các mũi tiếp theo nếu tiêm trễ lịch hẹn mà không cần phải tiêm lại từ đầu. Ngoài ra, sẽ có những lịch tiêm đuổi của vaccine để các bác sĩ có thể căn cứ vào đó chỉ định tiếp tục lịch tiêm vaccine cho khách hàng nhằm đảm bảo hiệu lực tốt nhất của vaccine.
WHO và các hiệp hội uy tín trên thế giới về tiêm chủng cũng đã đưa ra văn bản hướng dẫn về tuân thủ và tiếp tục chương trình tiêm chủng những vaccine thiết yếu, đặc biệt là ở những nhóm người nhạy cảm như trẻ em, người già, người mắc các bệnh mãn tính, trong đó lưu ý đến các vaccine quan trọng. Nhóm vaccine tuyệt đối không nên chỉ hoãn lịch tiêm khi có chỉ định tiêm chủng là vaccine cho trẻ sơ sinh tiêm ở bệnh viện phụ sản, lao và viêm gan B sơ sinh, vaccine dại, vaccine uốn ván. Nhóm những vaccine khuyến cáo hoàn tất lịch tiêm sớm là vaccine sởi, quai bị, rubella, vaccine chứa thành phần bạch hầu, ho gà, uốn ván và bại liệt, vaccine viêm não Nhật Bản, vaccine phòng bệnh do não mô cầu khuẩn. Nhóm vaccine được khuyến cáo ưu tiên nên tiêm thời điểm này là vaccine cúm và vaccine phòng các bệnh do phế cầu khuẩn.